Bé ơi, bé đang đi đâu vậy bé? Bé đang đi lấy đồ đầu lớp. Ai Duyên Hải mình giờ đẹp quá mấy bạn ơi. Đó, cánh đồng quạt gió. Ai zoom zoom cánh đồng quạt gió cho bạn coi ha, đó. Ủa bên kia không có nữa phải không đó? Đúng rồi. Bên chỗ quán đó nha. Đó. Sát bên mình mặt mình là đó thấy chưa? Bên đây nữa nè, đó. Đẹp quá. Làm zoom cho gần cho bạn coi thử coi sao nha. Đó, tươi quá. Lại bé hả? Dạ, con đang bé đâu rồi? Đây nè bé nè. Bé làm gì vậy? Đào đất. Bé làm gì? Đào đất đang chơi đó. Hồi nãy đào đất vô đồ ăn của tôi phải không? Đúng, mình xin lỗi nha. Xin lỗi hả? Không có sao, về chơi tiếp đi. Dạ. Bây giờ mình chuyển qua hướng này rồi. Hướng này hả? Đúng rồi. Chắc... bé cái chỗ bà hôm bé uống cà phê lại cho đó đó bé. Bà không có gì dẫn đi đó đó, lát nó đi không? Nè, cái đây là chùa Thiền Viện Trúc Lâm nha. Mình mới vừa đi chùa xong cái mình đi ra đây chơi luôn nha. Đó, cái chỗ mình quán đó đó. Đó, mình zoom cái cánh đồng cho bạn coi ra. Tươi xanh. Rồi mày đi, mày đi giết rồi mày không biết chơi hết với gia đình hả bé? Nhớ gia đình không bé? Nhớ. Trời ơi. Đây anh Thắng mày làm mì Nhật nha. Đó. Đó, ở đây ăn đi không. Em của bạn Kẹt đó. Bé đang làm gì? Đầu tóc chứ gì nữa cái nhà. Dễ thương gì? Quá à. Còn Mi Mi đang gỡ đèn, gắn đèn vô chơi này cho chơi tới tối luôn ha. Bữa nay làm mì Nhật nha. Mì Nhật sốt thịt bò chà Vinh nha. Đó, Mi biết làm không? Đó, coi nào cộng trừ để vô nha. Đó, nay dẫn cháu mình đi chùa rồi, nó dẫn xuống đây cho nó cắm trại luôn. Dịch bệnh phức tạp quá, không dám đi đâu hết trơn á. Ở đây, bạn Thắng đang làm nè. Này giờ xào dầu ô liu nha. Xào dầu ô liu với củ hành tây với tỏi, bỏ tỏi vô luôn đi Thắng. Ok, có nước nào đang rửa tay. Bé chơi gì nữa vậy bé? Xúc mát. Ừ. Chơi gì lên vậy? Chó đẹp quá. Đông người lắm nha mấy bạn. Đông không bé? Cái gì? Có đông người không? Đông. Đông ai ai đâu chỉ ta coi. Con Kiệt, chị My, anh Thắng, mình. Vậy hả? Đó, ghế giờ mua tính không có xài, bây giờ có tác dụng xài luôn rồi nè. Hợp tình hợp lý luôn, ghế này rẻ lắm mấy bạn, mấy bạn mua đi. Đó, chị My lát cho chị My văng dây chơi đó. Rồi, My đi chụp hình vòng vòng đi con. Đó. Bỏ bò vô đi. Bò ốp gì nãy giờ quên mất tiêu rồi ta. Nước sầu cà chua. Đen đen đen, bỏ vô chảo lượng luôn đi. Đen đen sầu cà chua trước. Nhiều lắm Thắng ơi. Cà chua với hành tây mình xay đó nha, thịt bò thì mình ốp ốp nước tương với đường với chút xíu muối nha, và chút bột nêm nữa đó, có tương ớt đó nha mấy bạn, nhiều lắm. Ông chín nè. Chín rồi My ơi. Vậy con chơi gì đó, về dễ chị My đi. Lượm móc lên cho chị My lên. Dạ. Đi lượm móc lên lên. Ở lắp cái tắm không? Không. Tắm đi cho nó hết bệnh. Chị My ơi. Đó, cận cảnh là nó vậy đó mấy bạn. Xa cảnh nè. Chị My đang vẽ trái tim kìa. Đó. Chị My với bé đang chơi nha mấy quý vị. My đi lượm, bé đi lượm cho chị My gắn đấy bé.
My có đếm bao nhiêu cái quạt chưa My? Chúng ta đếm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vậy là 36 cái tổng cộng á. Mấy bạn ơi, ngon quá. Ngon quá trời ngon luôn mấy bạn ơi. Cái này ốp gì nãy quên mất tiêu, ốp gì quên chỉ mấy bạn ơi nào. Này chủ yếu là có hành tây nha. Đây bỏ cái lá này vô luôn đi Thắng. Bỏ cái lá xanh xanh về rửa. Bỏ cái lá nó vô mới thơm. Ốp nước tương với đường với bột ngọt này nọ thôi à, chút xíu bột nêm rồi. Bỏ cái rau này vô, người ta còn bỏ mấy cái rau quế hồi tùm lum lá chứ nhưng mình không có thì thôi mình ăn này đi. Bỏ hết luôn đi Thắng ơi. Cột quên đi. Sao bé nó giờ bé không cột đi? Nãy giờ chị My cột đó. Đó, gắn đèn cho bé luôn nè, tạo cảm giác romantic cho đi dị bé luôn nè. Rồi bò sốt chín rồi nha. Này mì này mày nhựt chứ không phải mì ý nha. Sốt đổ nước sốt vô. Ôi đổ phân nửa thôi, rồi nước sốt nhiều quá. Mì ý sốt cà chua. Rồi hết luôn đi, mệt quá. Xuất sắc không mẹ. Rồi để bé trộn. Để bé trộn vô. Thôi bé trộn thôi là sập này luôn á. Từ từ qua đây. Gấp, mày gấp lắm rồi. Mày ý nè. Thôi khỏi trộn Thắng, để vậy ăn luôn Thắng. Lấy cái muỗng cào lên vậy được rồi đó. Thôi ăn luôn chưa Thắng? Cho mày lấy cho bà, mày cái kiến lại mày. Mày ngồi đó mày coi có bị lệch không nha, có vô không nha, có quay bố mấy lần rồi không vô. Vô dây chưa? Bữa nào đem mấy kiến mình ăn dưới vậy nha, tại vì biển mình đem mấy kiến nha. Mì này mày cũng có nhật nha. Mày đem thôi bướm mày không có sao. Rồi bé ơi ăn mì. Ừ. Ừ. Chút. Má có đèn ăn sao luôn ha. Ngon quá mì ơi. Rồi. Cái mì sâu sống ăn luôn. Nguyên ca con. Bánh bánh gà nhà mới ngon nè. Ừ, ăn ngay chính giữa nguyên bé vậy nè mới thấm. Ồ cay nữa mì ơi. Chứ bà ớt nữa nè, nãy nêm gì quên nè, nêm củ hành tây, ớt bột, nước tương, bột nêm. Đó, chút xíu muối. Quên mời mấy bạn hả? Quên mời mấy cả nhà ăn nha. Mời cả nhà ăn mì nha cả nhà. Mời cả nhà. Mình lấy cái muỗng cho nó Thắng ơi, nó không ăn mà đũa được mà. Có ba mẹ con ở chổng không? Không, ba mẹ mày ngủ à. Ngon mấy bạn ơi. Bóng nào vậy? Ngon quá, cay. Anh Thắng ơi, múc cho bé mới uống cũng được. Nãy giờ bé chưa ăn một miếng nào hết trơn. Múc cho bé miếng cho mì. Sẽ tới, cái bé sẽ tới mới được. Anh Thắng lấy cái gì? Anh Thắng làm cái gì mà lấy cái gì vậy? Ngon quá à. Lần đầu tiên mình làm mì này luôn á. Hạnh phúc về cậu mình quá. Quá sáng ngon rồi. Ngon không? Trời ơi đó mình chưa làm YouTuber đó, mình đâu có biết làm món gì đâu bạn. Từ ngày mình làm YouTuber rồi cái mình tìm tòi mình tự làm không? Hạnh phúc về bạn quá bạn Kiệt. Mì lấy cái điện thoại trong thùng á, mì chụp tấm hình tấm đeo mì. Cay. Cay quá dưới vậy thôi. Bé ơi chụp tấm hình tấm đeo. Chụp luôn con hai lá cây đi chụp. Rồi giờ tắt cái lá cây được không? Thank you.
hai cậu cháu mình tiếp tục nữa đi. Ủa bé này ăn chưa xong hả? Đúng. Anh em hả? Chứ mà mới tắm xong mình lên ăn nữa nha mấy bạn. Ăn xong rồi đi về nè con. Anh Thắng mày kinh chứ gì. Ngoài ra cảnh miệng bé này ăn nhanh lên, hơi cay phải không? Ừ. Bé ăn sang trọng nha, cái đèn chớp đèn ơn nữa kìa mấy bạn ơi. Quá trời đèn rồi. Mua hai dây đèn có 80 ngàn à. Ghế thì cũng rẻ nha My, không có mắc đâu nha. Chúng ta mua đồ cũng rẻ à. Quá xuất sắc rồi hai mày ơi. Chiều rồi mình chuẩn bị về nha mấy bạn. Đó, ở trên đây là gì ta? Tâm trà Vinh nha. Thắng ơi, mày quay gì khó chịu nổi. Nói chuyện với khán giả, giao lưu với khán giả nha con, chứ không phải ăn không nha con. Người ta mới nghe con nói chuyện, người ta mới thích, người ta mới share, người ta làm gì nữa. Khán giả có ở nhà cụ kỳ, khán giả có làm món từ theo cụ kỳ không? Không, khán giả mình đi Nhật nha. Mình con mua siêu thị. Mình mua siêu thị Nhật. Không cái giả. Cái hai loại mì là có không cái giả. Ngon quá. Tôi nghĩ anh bò quá hả bé. Ừ. Mất chữ em bé không có ừ. Và bị cục kẹt la nữa. Kêu khán giả dừng lại gì? Hai giây chi? Hai giây chia sẻ cho thầy đi. Cay quá à, chết à. Thanh này cậu kìa tưởng nó có anh bò đi chứ mới để cay gì đó. Kêu quý ông bà cô chú ấy, dừng lại dây chia sẻ cho bé đi. Mì Nhật xào bò Trà Vinh nha. Cộng mì nè mấy bạn. Mì này ngon quý. Mình luộc ở nhà chứ không phải luộc ở đây nữa mà nó ngon vậy nè. Ừ. Ở đây đông lắm mấy bạn, hồi nãy giờ mình quay quang cảnh mấy bạn thấy chưa? Cái gia đình mình giờ mình 4 người á. Có ai nữa không bé? Vòng đây chưa? Không, vòng đây nãy giờ có ai không? Có. Để tránh nấp không được rồi đó bé ơi. Giờ bé xin tiền mẹ bé số vốn đi cậu Kiệt đi tránh F0 gần nhà mẹ bé giờ F0 nhiều lắm bé ơi. Sáng để đây nha, lấy uống nha. Bé. Okay. Ngon quá, ăn xong mình tắm nha mấy bạn. Bé ăn mì thêm không? Cay quá. Vậy lấy trước mẹ không cay. À, uống nước. À, ngon. Uống nước. Nước đó anh đang để đó bé. Giờ cởi kiến ra đám bạn thấy mình gỡ cho rồi mình ăn cay tới đỏ mắt nó thường chảy nước mắt luôn mấy bạn. Dừng lại 2 giây chia sẻ cho mình chưa. Ê mấy bạn, Trà Vinh mình giờ tiến bộ quá ha. Đây có thiền viện Trúc Lâm, cánh đồng quạt gió, biển xanh đẹp nha. Trà Vinh mình gì cũng có hết trơn mấy bạn ơi. Mấy bạn đi đâu xa? Mấy nay mình tính đi Côn Đảo đó, đi mộ Võ Thị Sáu đó, nhưng mà thấy dịch bệnh nó càng ngày càng phức tạp, mình không dám đi luôn. Mình đi chủ yếu là review với mấy bạn á. Cánh đồng quạt gió nghe nói Trà Vinh mình lớn hơn của Bạc Liêu. Dạ, ấm đài Bạc Liêu tên nhiều lắm hả. Bạc Liêu có trước tên nhiều lắm hả. Ê, cánh đồng quạt gió mai mốt chúng ta có làm ở quận Châu Thành mình đó đó mày. Đang chuẩn bị làm ở quyện mình nữa. Như làm quận mình đâu á Thắng ơi. Chứ làm quận mình. Mấy trường ông Hoài đó. Mấy trường ông Hoài ở đây chứ. Đã trở thành mình chuẩn bị có cái nào quạt gió giống vậy nha mấy bạn. Mốt mình sẽ lại nha. Ừ. Mốt ha. Bây giờ mình không có đi ngoài tỉnh được, mình đi trong tỉnh cho mình quay cho mấy bạn xem nha. Ba cháu mình đi nha. Mà mình phải tự hang mình nha, từ ngày mình làm YouTuber làm cái tay nghề làm đồ ăn mình tiến bộ. Cài lắm bé rồi. Thôi bé ăn hết cái đó bé mất nữa. Để con thích ăn thịt á. Dạ hả? Ngon quá mấy bạn ơi. Nè ăn dưới đây không? Chắc mình đi tắm hồi mình ăn nữa quá. Cho cái kết chứ đi mì lát quay cái giữa này, xong rồi bye bye khán giả đi bé kìa.